Chào các em, thầy tên là Nguyễn Minh Huấn, giáo viên trường tiểu học A thị trấn Cái Dầu. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em học bài 20 đánh dấu trang web sách luyện tập tin học 4 tập 2. Trước khi đi vào bài mới, thầy sẽ ôn tập bài 19 tìm kiếm thông tin nâng cao. Thầy có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: em hãy chọn những phát biểu đúng về kết quả tìm kiếm thông tin từ Internet. Việc tìm kiếm thông tin từ Internet, thứ nhất là cho em những kết quả tốt nhất, thứ hai là cho em quá nhiều kết quả, thứ ba đôi khi không đem lại kết quả như em mong muốn, thứ tư em luôn nhận được kết quả tốt nhất dù cho từ khóa nào đi nữa. Trong bốn câu này, các em đánh dấu chết vào câu em cho là đúng. Rồi, thầy chọn giúp em nha. Thầy thí dụ thầy chọn câu cuối. Rồi, câu này là không chính xác. Thầy chọn câu thứ nhất. Câu này cho kết quả đúng. Thầy chọn câu thứ hai. Câu này kết quả đúng. Thầy chọn câu thứ ba. Câu này kết quả đúng. Như vậy, trong 4 phát biểu thì chỉ có 3 phát biểu trên là đúng. Phát biểu cuối cùng là em luôn nhận được kết quả tốt nhất dù từ khóa nào đi nữa là phát biểu sai. Câu số 2: từ khóa tìm kiếm có dấu ngoặc kép giúp em. A. Tìm kiếm nhiều nhất theo từ khóa mà em gõ. B. Tìm kiếm ít nhất theo từ khóa mà em gõ. C. Tìm kiếm chính xác theo từ khóa mà em gõ. Câu D. Tìm kiếm tất cả theo từ khóa mà em gõ. Trong 4 câu sau đây, em chỉ chọn được một câu có kết quả đúng. Rồi, thầy giúp các em chọn nhé. Ví dụ thầy chọn câu D. Câu này cho kết quả sai. Thầy chọn câu B. Câu này cho kết quả sai. Thầy chọn câu A. Câu này cho kết quả sai. Như vậy là chỉ còn lại là câu C, tức là từ khóa tìm kiếm có dấu ngoặc kép giúp em tìm kiếm chính xác theo từ khóa mà em gõ. Thầy sẽ tiếp tục phần 2, giới thiệu bài mới. Bài 20 đánh dấu trang web. Bài này gồm có 5 hoạt động. Hoạt động 1: ghi nhớ trang web cần dùng. Hoạt động 2: tìm hiểu công cụ đánh dấu trang. Hoạt động 3: xóa dấu trang. Hoạt động 4: nhận xét. Hoạt động 5 là em có biết. Vì mục tiêu của bài 20 thì sau khi hoàn tất bài học, em có thể sử dụng công cụ đánh dấu trang web để truy cập nhanh vào các trang thông tin thường hay sử dụng, tiết kiệm thời gian sử dụng máy tính và tìm kiếm thông tin. Chúng ta sẽ đi vào hoạt động 1: ghi nhớ trang web cần dùng. Các em hãy thảo luận nhóm và nêu ra những cách em thường dùng để ghi nhớ địa chỉ các trang web. Chia sẻ câu trả lời với các bạn trong nhóm. Ghi nhận những câu trả lời từ các bạn vào những chỗ trống. Hoạt động này yêu cầu các em nêu ra những cách em thường dùng để ghi nhớ các địa chỉ trang web. Thầy gợi ý trả lời nhé. Thông thường để ghi nhớ địa chỉ trang web thì chúng ta có thể ghi vào sổ tay, chúng ta lưu địa chỉ vào một tệp văn bản, hoặc là chúng ta nhớ, vân vân. Thầy sẽ tiếp hoạt động 2: tìm hiểu công cụ đánh dấu trang. Thông thường thì các trình duyệt web đều có công cụ dùng để ghi nhớ đánh dấu trang web thường dùng. Internet Explorer thì có công cụ Firefox, Firefox thì có công cụ Bookmark, và Google Chrome có công cụ dấu trang.
Để bật tắt thanh công cụ này, ta dùng tổ hợp phím Ctrl Shift B để đánh dấu một trang web. Em mở trang web tại trình duyệt, sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl D nhập tên cho mục đánh dấu này. Điều này có nghĩa là đối với hoạt động 1, thông thường các em ghi nhớ địa chỉ các trang web bằng cách ghi vào sổ tay hoặc lưu vào một file tệp. Thì trình duyệt web thiết kế cho các em một công cụ để đánh dấu trang. Các em không cần phải ghi vào sổ tay hoặc ghi vào tệp. Hoạt động 2, các em cần nhớ hai điều. Thứ nhất, bật hoặc tắt thanh công cụ đánh dấu trang. Các em dùng tổ hợp phím Ctrl Shift B để đánh dấu được trang web. Các em phải nhớ tổ hợp phím Ctrl D. Sau đây thầy sẽ minh họa cách bật tắt thanh công cụ đánh dấu trang web và đánh dấu trang. Để đánh dấu trang, đầu tiên các em mở trình duyệt. Các em quan sát phía trên góc bên trái. Khi thầy nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift B thì điều gì sẽ xuất hiện nhé? Các em quan sát thấy khi thầy nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift B thì thanh đánh dấu trang web sẽ hiện ra. Đây là những trang web thầy đã đánh dấu. Thầy sẽ nhấn lại tiếp Ctrl Shift B để tắt thanh đánh dấu. Các em quan sát nhé, thanh đánh dấu đã lặn. Bây giờ thầy thí dụ, thầy truy cập vào trang web thanh niên. Để đánh dấu được trang web thanh niên trên thanh công cụ, thầy sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl D. Sau đó các em nhấn tiếp phím Đông. Trang báo thanh niên đã xuất hiện trên thanh đánh dấu. Để xóa dấu một trang web, đầu tiên chúng ta nhấn Ctrl Shift B để cho thanh dấu trang hiện ra. Sau đó lít phải vào trang web cần xóa, chọn Delete. Chúng ta đi tiếp hoạt động 2. Hoạt động 2 có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, em dùng thanh đánh dấu trang web của trình duyệt web nào? Câu hỏi này có nghĩa là em thường dùng trình duyệt web nào để truy cập thông tin từ mạng Internet? Thầy gợi ý nhé. Thông thường thì có các trình duyệt web như là Cốc, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, v.v. Em sử dụng trình duyệt web nào thì em ghi vào phía bên dưới trình duyệt web đó. Câu số 2, khi hoàn tất thao tác đánh dấu trang web, chuyện gì xảy ra trên thanh công cụ của trình duyệt? Khi các em quan sát thầy thực hiện minh họa, các em quan sát được điều gì? Các em sẽ ghi vào kết quả phía bên dưới. Thầy gợi ý trả lời nhé. Sau khi hoàn tất thao tác đánh dấu trang, tiêu đề của trang web sẽ xuất hiện trên thanh công cụ dấu trang phía dưới thanh địa chỉ. Câu hỏi số 3, sau khi đánh dấu trang web, sau này khi sử dụng em sẽ thực hiện thao tác gì? Câu hỏi này có nghĩa là các em đã đánh dấu được trang web thì khi sử dụng thì các em sẽ thực hiện như thế nào để sử dụng được? Thầy ghi trả lời nhé.
Sau khi các em đánh dấu trang, để sử dụng được cái trang web em đã đánh dấu thì em nhấp chuột trái chọn nút trang web trên thanh công cụ dấu trang. Đối với Firefox thì các em nhấp chuột trái vào nút công cụ dấu trang, rồi nhấp chọn trang web trong danh sách. Hoạt động 3, xóa dấu trang. Em hãy tìm cách xóa một dấu trang web đã có trên thanh công cụ. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn thao tác xóa dấu trang web đã có trên thanh công cụ. Để xóa một dấu trang đã có trên thanh công cụ, các em nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift B để hiện thanh công cụ dấu trang. Sau đó nhấp chuột phải lên trang web và chọn Delete. Phần 3, thực hành đánh dấu trang web. Các em quan sát thầy thực hành nhé, thầy sẽ thực hành mẫu lại cho các em xem. Để đánh dấu được một trang web, đầu tiên chúng ta mở trình duyệt web lên. Thầy sẽ mở trình duyệt web Google Chrome. Để bật thanh đánh dấu, chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift B. Ví dụ thầy truy cập vào trang báo Tuổi Trẻ. Để đánh dấu trang báo Tuổi Trẻ trên thanh công cụ, thầy nhấn tổ hợp phím Ctrl D. Sau đó nhấn Đồng. Trang Tuổi Trẻ đã xuất hiện trên thanh công cụ đánh dấu. Thầy sẽ đóng trang web lại. Thầy sẽ mở lại trình duyệt. Khi các em mở lại trình duyệt thì địa chỉ trang web Tuổi Trẻ đã được lưu trên thanh công cụ đánh dấu. Các em chỉ cần lướt chuột trái vào địa chỉ trang Tuổi Trẻ thì các em sẽ truy cập thẳng vào trang web Tuổi Trẻ, không cần phải gõ địa chỉ vào thanh địa chỉ. Để xóa dấu trang, các em chỉ cần lướt chuột phải vào trang cần xóa, sau đó các em chọn Delete. Các em thấy trang Tuổi Trẻ đã được xóa khỏi thanh công cụ đánh dấu. Hoạt động 4, nhận xét. Các em đánh dấu chéo vào những ô vuông. Ví dụ em hiểu bài tốt thì em đánh dấu chéo vào cô hiểu bài tốt, thực hành tốt các em đánh dấu vào thực hành tốt, vân vân. Hoạt động 5, em có biết ngày nay đã có nhiều công cụ đánh dấu trang trực tuyến để có thể sử dụng ở bất cứ nơi nào có kết nối internet, ví dụ như trang digo.com. Để sử dụng công cụ này, em cần đăng ký tài khoản sử dụng miễn phí. Phần 4, củng cố. Thầy có 3 câu hỏi. Câu hỏi 1, tổ hợp phím nào dùng để tắt hoặc mở thanh công cụ dấu trang? A. Ctrl Shift D. B. Ctrl Shift B. C. Ctrl Shift C. D. Ctrl Shift K. Thầy chọn ngẫu nhiên giúp em nhé. Thầy chọn câu D. Câu D chưa chính xác. Thầy chọn câu C. Câu C chưa chính xác. Thầy chọn câu A. Câu A chưa chính xác. Như vậy chỉ còn lại câu B là câu đúng. Ctrl Shift B. Câu số 2. Tổ hợp phím nào dùng để đánh dấu một trang web? A. Ctrl D. B. Ctrl F. C. Ctrl A. Và D. Ctrl V. Thầy chọn giúp em nhé. Ví dụ thầy chọn câu C. Câu C chưa chính xác. Thầy chọn câu B. Câu B chưa chính xác.
Rồi chọn khu D. Khu D chưa chính xác. Rồi chọn câu A. Câu A là câu đúng. Câu 3. Để xóa dấu trang, em thực hiện. A. Nhấn Ctrl Shift D để hiện thanh công cụ. Nhấp chuột phải lên trang web, chọn Delete. Câu B. Nhấn Ctrl Shift B để hiện thanh công cụ. Nhấp chuột phải lên trang web, chọn Delete. Câu C. Nhấn Ctrl B để hiện thanh công cụ. Nhấp chuột phải lên trang web, chọn Delete. Câu D. Nhấn Ctrl D để hiện thanh công cụ. Nhấp chuột phải lên trang web, chọn Delete. Thầy chọn ngẫu nhiên giúp em nhé. Thầy chọn câu D. Câu D chưa chính xác. Thầy chọn câu A. Câu A chưa chính xác. Thầy chọn câu C. Câu C chưa chính xác. Như vậy là câu B là câu đúng. Nhấn Ctrl Shift B để hiện thanh công cụ. Nhấp chuột phải lên trang web, chọn Delete. Phần 5 dặn dò. Các em về nhà nhớ luyện tập các thao tác đánh dấu trang web, xóa dấu trang. Bài kế tiếp là bài 21, thư điện tử của em. Các em xem trước để buổi học sau mình tiếp thu bài tốt nhé. Bài học đến đây là hết rồi. Thầy chào các em.